Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở dây chuyền máy móc hiện có, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã đa dạng hóa mặt hàng sản xuất có tính chất tương đồng. Đây vừa là giải pháp để đối phó với khó khăn, vừa là cách để doanh nghiệp phát triển, tìm kiếm thị trường mới. Thay vì chỉ sản xuất duy nhất một sản phẩm là máy bơm nước dân dụng dùng cho hộ gia đình và phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, thời gian tới doanh nghiệp này đang điều chỉnh để sản xuất một số loại máy bơm nước chuyên dụng và có công suất lớn hơn để phục vụ cho tàu biển. Vì là sản phẩm tương đồng nên vốn đầu tư bỏ ra không nhiều. Trên cơ sở sắp xếp cải tiến lại một số công đoạn của dây chuyền sản xuất hiện có, doanh nghiệp coi đây là giải pháp tốt để đối phó với khó khăn khi doanh thu và sản lượng 4 tháng đầu năm giảm gần 50% so với cùng kỳ. Trong thời gian tới chúng tôi cũng sẽ có hướng làm thêm một số sản phẩm mẫu mã sản phẩm mới để phục vụ cho các ngành kinh tế trong nước mà hiện nay trong nước chưa sản xuất được. Ví dụ một số các máy bơm như máy bơm phục vụ trong cái lĩnh vực công nghiệp, phục vụ cho các vấn đề là máy bơm để phục vụ cho các loại tàu biển để hút nước mặn ở trong tàu biển ra và một số các loại máy bơm khác nữa. Thời gian qua cho thấy những doanh nghiệp có quy mô từ nhỏ đến trung bình với sản phẩm làm ra tiêu thụ tại thị trường nội địa thường có sự điều chỉnh đa dạng các mặt hàng sản xuất dễ dàng và linh hoạt hơn so với những doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại và chuyên sản xuất hàng xuất khẩu. Tín hiệu vui từ sản xuất của các doanh nghiệp tại một số cụm công nghiệp làng nghề trong tỉnh là minh chứng rõ nhất cho điều này. Công ty chúng tôi đã mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa công nghệ cao vào sản xuất và đã tạo ra những cái sản phẩm oxit kẽm 95%, 99% để phục vụ cho các ngành gạch men trong nước. Sản phẩm của công ty chúng tôi hiện nay đã có sức cạnh tranh trong nước và ngoài nước. Đại dịch COVID-19 có sự lây lan nhanh, kéo dài và trên phạm vi toàn cầu, nó làm thay đổi cách tiếp cận và điều chỉnh sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp. Vì vậy, sự điều chỉnh linh hoạt của từng doanh nghiệp sẽ là đòi hỏi sống còn để duy trì sản xuất và phát triển.